cao thùng, hai cao thùng mà đi tốn 10.000 với dòng chỉ nào mà không đẹp lắm. Đó là giờ đang giờ hàng nhanh dã man luôn á, yeah. Nhưng không gió làm ok. Nó giờ nàng biết mà nó biết mặn luôn. Hỏi biết hỏi đơn của ai nha, đơn của chị á, đơn là đơn của anh á, còn không có nói đơn của bé tí á. Chạy tới luôn không cần gọi gì chứ. Hồi ở bên chỗ cũ á, nhà nào nó cũng vô nó giao hàng hết, xong cái hâm dịch cái hết tiền rồi cái không có mua nữa. Cái nó hỏi, ủa sao mấy nay nhà mình không ai đặt hàng chơi vậy? Nó đi giao hàng nhà cái bên á, sao cái qua nó hỏi, cái em kêu hết tiền rồi tiền đâu mà đặt. Cái nó kêu, không sao chị đặt lại đi, sao mà bơm hàng cũng được nữa. Như quỷ vậy đó. Nhớ với chị quá à. Nó kêu khùng dừa. Em không biết gì đã. Nó không bị cái cứng. Còn đắp mấy cái gì khô khô như là về cái da nó đỏ mặn hết rồi. May quá thứ bảy chủ nhật giờ không phải canh căm căm này. Ngon dòng nhà luôn. Chào cô con cái này nè. Cô là người đầu tiên con đúng nè.